Thì con này là hiện tượng của xe này là đi là chân côn là đạp hơi lặng, lặng lắm nhưng không phải là hơi lặng đâu. Thế mà xe này là hệ côn dây nếu nhưng mà côn mà lặng thì đi tắc đường thì chỉ có bảo hơi tai thôi. Thế với những người quen xe nói, nhưng những người nào mới tập lái thì thôi rồi, đi vài thì có mà ngồi phải run một lúc. À, xin chào anh em nhá. Mình ở bên gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Hôm nay mình lại thực hiện một cái video clip, tức là duy trì bảo dưỡng cho con xe Mitsubishi Joyli này. Con này đời 2005 nhé, con này là đời chót của dòng Mitsubishi Joyli. Con này đời là đời đèn mắt xích nhá. Thì con này là hiện tượng của xe này là đi là chân côn là đạp hơi lặng, lặng lắm nhưng không phải là hơi lặng đâu. Thế mà xe này là hệ côn dây nếu nhưng mà côn mà lặng thì đi tắc đường thì chỉ có bảo hơi tai thôi. Thế với những người quen xe nói, nhưng những người nào mới tập lái thì thôi rồi, đi vài thì có mà ngồi phải run một lúc. Đây, con này mình đang hạ côn số, hạ số để kiểm tra côn. Dòng này nó máy dọc thì tháo nó cũng nhanh thôi. Đấy, nhưng mà những cái cắt đăng, bi cắt đăng này kém lắm rồi. Cái dòng bi chữ thập này nếu mà nó bị hiện tượng như là đi nó sẽ có hiện tượng là quanh quanh ấy, khi nhả côn ra hoặc là mình leo dốc, xe càng có tải thì càng quanh quanh to. Con này mình sẽ làm là bảo dưỡng lại bốn bánh này. Lấy cái khẩu lốp ra bắn lốp nha em ơi. Đấy, con này mình sẽ thông xúc lại két nước, vì két nước con này nó lâu quá rồi. Lâu quá thông xúc lại đi này, đi cho nó mát máy này. Cái dòng Mitsubishi Joyli đời chót này thì nó là lên chạy đời chạy kim phun rồi. Thì dòng này thì đi thì xe thì đi rất thoát mà tầm nhìn nó cũng thoáng. Máy nó 2 chấm rồi. Hôm nay sẽ làm lại hết tất cả. Chỗ là những cái khớp nối này nó dỉ dầu. Con dòng Joyli này là đi thì nó hơi bị cứng, nó hơi bị sóc một chút, bởi vì là đằng sau của xe này là nó chạy nhíp. Hệ thống treo sau đây, cái quả giảm sóc này là cái ắc này nó vỡ hết rồi này, ắc giảm giật này. Đằng sau này nó có cái gì đâu, có mỗi cái quả giảm sóc, dạng giảm sóc treo này thôi, nóc ống hai bên như nhau. Đời này thì nó chạy cầu cứng nhá. Chạy nhíp này đi hơi sóng. Nó lặng thế mà. Con này là thương lái, con này là mới thay. Thương lái mới. Đến ngay là gen chết. Con này gầm đằng trước, con này đi thì chắc chắn này. Bởi vì nó cũng là giảm sóc ống thôi, nhưng mà đằng trước đời này nó sẽ có càng A trên này, đấy, càng Y dưới này, lò xo này nó ở giữa này. Đã này đi thì chắc nhưng mà hơi sóc. Riêng dòng Mitsubishi Joyli này nó không được êm ái như dòng dây đâu nhé, dây đi thì êm hơn, to ta dây đấy. Nhưng mà cái dòng Mitsubishi Joyli này nó có cái nhược điểm là cái lốc lạnh. Lốc lạnh là nó chạy được một thời gian là nó sẽ bị hiện tượng nó kêu.
kêu khi mình khởi động nên mình bật cái vòng tua thấp này nó kêu cứ tè tè tè. Thế nhưng mà khi mình hơi đá ga lên một tí, vòng tua nó hơi cao lên tí thì nó lại hết kêu. Nhược điểm của dòng Mitsubishi này, Ford Laser này, mấy cái dòng xe đấy là hay bị, hoặc là Mazda, Mazda 323 hoặc là Mazda 626. Mazda 3, Mazda 6. Nhà cái lốc lạnh này nó hay bị. Đây được cái máy móc nó khô, khô nào. Tháo hết những cái ắc phanh này ra. Ắc phanh này ra để bảo dưỡng các ắc phanh đi cho nó an toàn. Đĩa phanh này chắc đĩa phanh này là trước nó cũng bị gò đấy. Côn nó bám không đều. Con này tí phải đi láng lại cái bánh đà. Này. Con này đi xe này hay đỡ côn. Nhìn côn rất mới. Đây. Lá côn này là lắp hàng Korea này. Korea, cái lá này thì rất dày đấy, nhưng mà tại sao côn nó nặng? Tí ngắt. Cái bánh đà phải tháo đi láng. Đây, ui dồi, vòng bi này. Bi này tí em thay luôn nhé. Gào 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 này. Đó, quản dàn lạnh cho vệ sinh này. Đây. Như này thì các bác bảo làm sao mà nó không ù ù. Bật số 1 bình thường, bật số 4 nó ù, nếu nó có 1 2 cái rác. Đây một ổ rác này thì bật cái là nó đã ù kêu rất to. Em tháo vệ sinh. Nó ná cây. Áo ăn nó gấp ăn này xong đồ cho dầu quá vậy này, trong xe nó hùi lắm. Cái kim này gảy cái này ra. Để kiểm tra cả cái này cho dầu mỡ này cho trơn. Nó không có này là lúc mình tăng phanh là nó không trơn. Đây lâu ngày nó sẽ bị rỉ sét cái này. Đấy xoay đi, xoay ra cái rãnh của nó mới ra được. Lưu ý nó bắn mất cái đấy là không tìm được đâu.
sau khi vệ sinh đấy nó sạch bóng rồi. Xong xuôi hết để lắp lốp rồi. Đây, cái mạt nắp côn nó ra đẹp xì luôn, bị tê mạt bụi ra. Rồi tháo két nước. Được trơn tru hết nhá. Mày phải đi vớt lại bánh đà. Vớt lại bánh đà. Má côn đây. Mặt ép đây. Ít tê đây. Đấy. Đây con này phải thay cả vòng bia cơ này. Bia cơ nó kêu quá. Chỉ một cái sơ suất nhỏ thôi lại phải hạ cả hộp số xuống. Đấy, nhìn đi vớt một cái nhìn như này là côn nó mới nhẹ này. Kia lúc tháo ra côn nó như thế nó chả lặng tịch. Đây được cái là tháo cái bánh đà ra thay vòng bi kia. Ok luôn. Đấy. Xong phải láng xong rồi dùng đá mà. Cái đá đưa lên. Láng xong đá mài lại. Nước qua mà. Đây này, lấy cái này các bạn. Đấy. Còn làm để đến thợ tiện chuyên nghiệp này họ làm nó mới chuẩn. Đấy, hai vòng bi nó phải có cái nắp nhựa này nó mới là bi chuẩn. Sở tay đều 3 mét phát là chuẩn luôn. Phẳng này nó mới côn nó mới nhẹ. Đấy, cho vào. Rồi, cái đấy nó sẽ qua cái hai cái tanh nó móc vào này được. Rồi, ok. Tí nữa cái tanh nó vào.
cắm sâu vào. Đây. Giữ được cân tay. Đấy, nó phè mỡ ra chưa? Rồi. Rồi, xong, rút ra tiếp tục vòng này. Bơ đi, bơ mấy phát nữa nó phè ra rồi đấy, đang phè đấy. Rồi ra hết cái mỡ bẩn này được. Nó đẩy hết mỡ bẩn ra. Rồi, xong rồi. Video làm côn con Mitsuzori đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.